Mến chào tất cả quý bà con mình. Một ngày mới an khang, hạnh phúc và tràn đầy sức khỏe. Hôm nay Minh Đức sẽ dẫn quý bà con mình về Thạnh Nhật, Gò Công Tây, Tiền Giang, ghé thăm nhà của anh Mười Châu. Anh Mười Châu thì có một ngón đàn rất là điêu luyện. Lúc trước anh cũng sinh hoạt câu lạc bộ tài tử của xã Thạnh Nhất. Hôm nay tất cả các anh chị em hội ngộ về đây sau đợt giãn cách rất là dài. Mời tất cả các anh chị em thưởng thức một số tiết mục đã hát tại nhà của anh Mười Châu nha quý vị. Quỳnh Nga ơi, nhân vật trao tay ta nghẹn ngào muốn khóc. Rừng rất lửa yêu đương ta nguyện cùng ai thề giữ chớ chung tình. Giữa đêm khuya chồng em thổn thức lệ mài tuôn tràn. Và để tiếp theo chương trình 20 câu đảo ngũ cung nói về sự tích Ngưu Lang chức nữ, mời quý vị cùng thưởng thức. Kính thưa quý vị, và để tiếp tục chương trình giao lưu văn nghệ buổi trưa hôm nay tại nhà của anh Mười Châu, thì Minh Đức cùng với chị Ngọc Mến sẽ gửi đến toàn thể quý vị bài hát tân cậu được mang tên Yêu Lầm. Ta đến khổ đời tôi vì ai gian dối. Khi còn yêu đón đời từng ngày, khi còn yêu đón đời từng giờ, bây giờ bạc lòng ra thế. Ơi xưa chẳng chiều nghe lời mẹ cha, đời người con gái là yêu ai. Bước vào đường yêu một lầm hai lờ, chờ kêu ra sầu ẩn chỉ riêng mình. Anh hãy về đi đừng quay mặt lại nhìn, tại tôi ngu dại nên yêu lầm thương lờ, nên khổ nên sầu đâu dài.
hờn ai. Mỗi ngày nào còn sớm đưa chiều đón tiếng hẹn tâu thề nhúc mật sông mơ. Tại tôi ngu cờ nên binh họ tuy chung, tại tôi dài dột đến bây giờ chiếu khổ. Nhắm mắt tính liều, giờ ngắm đắng nuốt
không bao giờ giống phụ, không bao giờ anh giả dối cũng em. Không giống phụ mà nói lời từ ta, không giả dối mà mãi giống việc rồi. Tại tôi có tính lòng ái ưa, nên dành trọn tâm lòng người con gái đó.